năm con giáp tài vận tăng tiến ầm ầm sau Tết Đoan Ngọ. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, sau Tết Đoan Ngọ thì bạn có phải là người có tài năng tăng tiến đáng ngưỡng mộ hay không? Hãy cùng theo dõi nhé! Tài vận được nhắc đến ở đây thì chỉ chính tài là đồng tiền mà chúng ta có được qua con đường chính ngạch, là đồng tiền ta kiếm được bằng chính sức của mình. Trước và sau Tết Đoan Ngọ, nếu bạn chưa được may mắn về vận trình tài lộc thì hãy thử xem mình có nằm trong danh sách top 5 con giáp sau Tết Đoan Ngọ đón tin vui về tiền bạc hay không nhé. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Xem tử vi, tháng này người tuổi Sửu cũng có cơ may về tiền bạc nhưng chủ yếu thiên về thứ tài nhiều hơn, tài vận dần tăng tiến, song tiểu hao hung tinh vẫn đang rình rập nên tiền bạc không được ổn định, lúc thăng lúc chậm. Nếu bạn là dân làm ăn có kế hoạch đầu tư trong thời gian này thì đừng vội nhìn thấy cái lợi lớn mà đâm đầu vào, kẻo tự mình chui đầu vào giọ để kẻ khác móc sạch tiền trong túi. Nên chủ động tham gia các hoạt động quyên góp từ thiện hoặc bố thí cho người hoạn nạn. Bạn cũng có thể mua sắm thêm đồ đạc trong nhà để ứng với họa tài lộc tiêu tan. Thời điểm Tết Đoan Ngọ cũng là lúc mà chính tài đến gần với tuổi Sửu, hãy tỉnh táo để nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên thì theo thời gian tài vận tăng tiến không ngừng, nhưng hãy luôn nhắc nhở bản thân là không được nóng vội mà cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi lựa chọn, có vậy mới giữ được tiền bạc trong tay. 2. Tuổi Tuất. Chính tài các tinh giáng mệnh, sau Tết Đoan Ngọ thì vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng thuận lợi, bạn đang có cơ hội được thăng quan tiến chức, tăng thêm lương thưởng trong thời điểm này. Tuy nhiên thì con giáp này nên hạn chế các hoạt động đầu tư mạo hiểm, chơi chứng khoán đầu tư không rõ nguồn gốc, đặc biệt là cẩn trọng khi mà có ý định đầu tư một cách khoản tiền lớn, bởi đây không phải là thời điểm thích hợp để làm việc đó. Đồng tiền làm ra cũng tương ứng với công sức bạn bỏ ra, công việc càng vất vả, căng thẳng thì những gì đó báo đáp lại thì bạn càng nhiều. Hãy cố gắng hết mình, đừng bỏ cuộc, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình. 3. Tuổi Mùi. Tết Đoan Ngọ là thời điểm mà vận trình của tuổi Mùi thuận lợi vô cùng, tài vận cũng tăng tiến không ngừng. Chỉ cần bạn biết cách xử lý công việc hợp lý là sẽ giúp cho tài lộc càng thêm hanh thông, tiền bạc đổ về túi ngày một nhiều. Dù bạn đang làm kinh doanh hay là dân công sở, thì sau Tết Đoan Ngọ cũng sẽ mang lại cho bạn thu nhập tăng cao rõ rệt. Có điều, hãy nhớ rằng biết đủ thì vẫn hơn, bạn dự thấy tốt đẹp thì nên dừng lại, đừng để một phút tham lam ngược lại mà hỏng lại đại sự. 4. Tuổi Hợi. Các bạn tuổi Hợi vào đầu tháng thì thu nhập cũng đã có sự tăng tiến khá ổn định. Chính vì vậy mà sau Tết Đoan Ngọ này là lúc thích hợp nhất để các bạn có kế hoạch đầu tư, dễ được quý nhân giúp sức thu lợi về mình. Song cái gì cũng vậy, có được thì phải có mất. Người tuổi Hợi nên đề phòng xung quanh mình bởi có kẻ tiểu nhân đang rình mò, chỉ chờ trực bạn lơi lỏng cảnh giác mà xông tới phá tài, cướp tài. 5. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ sau Tết Đoan Ngọ thì sự nghiệp vô cùng suôn sẻ tốt đẹp, tài vận tăng tiến vượng phát vô cùng. Trong công việc thì nhờ những biểu hiện tích cực trong thời gian qua mà Tết Đoan Ngọ này bạn dễ nhận được sự khen ngợi tán thưởng của cấp trên. Cũng nhờ đó mà có được trong tay cơ hội cân nhắc lên vị trí cao hơn, tăng lương thăng chức. Nếu có kế hoạch đầu tư, hãy lên chiến lược đầu tư rõ ràng, rành mạch, xem xét mọi khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên thì dù thế nào thì cũng nên tiến chậm mà chắc. Xin được thêm ý kiến của những tiền bối đi trước, năng bàn bạc với mọi người để đảm bảo thắng lợi cuối cùng. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã được chứng kiến top 5 con giáp tài vận thăng tiến ầm ầm sau Tết Đoan Ngọ. Vậy, trong tháng Đoan Ngọ này thì con giáp nào tiền vào túi nhiều nhất, tình duyên được may mắn nhất? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp video. Trong Tết Đoan Ngọ thì con giáp nào tiền đầy túi, tình đầy tin? Tình và tiền có lẽ là thứ mà con người ta luôn theo đuổi. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát xem bói trong Tết Đoan Ngọ để biết con giáp nào đường tình nở hoa, tài lộc tiền bạc kết trái nhé. Trong Tết Đoan Ngọ thì hẳn các bạn đều tò mò, không biết vận trình sắp tới của mình sẽ ra sao, đời người hay là đen tình đỏ bạc, dường như tình và tiền chẳng hề song hành cùng nhau tiến về phía trước. Nhưng cũng có những người may mắn cả về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong Tết Đoan Ngọ này xem, trong 12 con giáp, ai là người có số may mắn đến vậy nhé. Đầu tiên đó là tuổi Tỵ.
Theo tử vi, tài lộc tháng này của người tuổi Tỵ khá là ổn, vận khí lên cao, lại thêm quý nhân giúp sức nên công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, thu về nguồn lợi kha khá. Tuy nhiên thì so với tham vọng của con giáp này thì kết quả đó vẫn chưa thực sự khiến cho bạn hài lòng mà còn muốn đẩy mạnh hơn nữa, khiến tiền bạc về ảo ảo. Với người làm ăn buôn bán thì trong Tết Đoan Ngọ này, tình hình kinh doanh vô cùng phát đạt, bạn dựa vào sức mình mà ký kết được những hợp đồng khá lớn. Tuy ban đầu vẫn là nhờ có quý nhân đưa tay chỉ lối, nhưng nếu không có thực lực thì cũng khó để thuyết phục được khách hàng. Có điều, bạn nên nhớ là tiến chậm mà chắc, chớ bốc đồng đốt cháy giai đoạn, đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để làm những chuyện mạo hiểm. Vận đào hoa nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng hòa hợp, gia đình hạnh phúc là động lực để bạn có thể vững tâm tiến bước trên đường đời. Người độc thân thì có khả năng rất lớn tìm thấy người trong mộng, đừng quá mơ ước xa xôi, tình yêu nằm ngay gần chúng ta, chẳng ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc màu mè mà cực kỳ giản dị. Hạnh phúc sẽ đến từ những điều nhỏ bé và giản dị như thế. Vậy nên, để tăng cường thêm may mắn hạnh phúc, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu và pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy dung hòa mọi mối quan hệ, giúp cho vợ chồng hòa thuận, nhân duyên phát triển. Hơn nữa, nhờ sự tương trợ của tam hợp quý thần và Phật hộ mệnh nên sẽ hóa giải được thị phi, tăng cường quý nhân giúp đỡ, làm cho mọi điểm hành thông thuận lợi. Từ đó tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn quan năng. 2. Tuổi Hợi. Trong Tết Đoan Ngọ, con giáp này được cả chính tài và tứ tài chỉ lối dẫn đường nên vận trình tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc không phải lo lắng gì nhiều. Với người làm công ăn lương, đây là một tháng thảnh thơi, thoải mái, nhẹ nhàng mà tiền vẫn về đều đều, thậm chí thu nhập còn có phần nhỉnh hơn do những nguồn thu ngoài dự kiến. Các bạn làm kinh doanh thì khá bận rộn, phải chạy ngược, chạy xuôi, lo chuyện, còn không đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bù lại thì lợi nhuận thu về tăng lên gấp bội, giúp cho người tuổi Hợi cũng không khỏi vui mừng. Nếu tiền bạc dư giả, có thể quyết định đầu tư mạo hiểm có lãi sinh lời. Tuy nhiên, lãi lớn hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tư duy nhìn nhận và may mắn của bạn. Vận thế tình cảm thì đang khởi sắc rõ rệt, đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc trong từng ánh mắt nụ cười. Vợ chồng đồng tâm hiệp lực, chung tay gây dựng tổ ấm gia đình. Người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội phía trước, đừng ngần ngại làm theo điều mà trái tim mách bảo, bởi tình yêu chẳng bao giờ có thể điều khiển bằng lý trí. Vậy nên, với người tuổi Hợi, để tăng cường thêm may mắn và nhân duyên, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng trợ mệnh, giúp cho gia chủ được bình an, may mắn hơn trong công việc cũng như là trong công việc đầu tư kinh doanh. Và tuổi Dần. Trong tháng Tết Đoan Ngọ này thì tình hình tài chính của tuổi Dần ngày càng ổn định hơn. Tuy nhiên thì chủ yếu tài lộc phát về thứ tài, thuận cho kinh doanh hay đầu tư buôn bán. Nguồn thu chủ yếu đến từ những nghề vụ, nghề tay trái. Nếu bạn có ý định dùng sở trường của mình để kiếm tiền thì đây cũng là khoảng thời gian tốt để bắt đầu. Vận may tài lộc đang đến, con giáp này có thể thử sức với các dự án kinh doanh có quy mô lớn hơn. Dù có phải yếu tố mạo hiểm cũng không vấn đề gì, thân tài đang đứng về phía bạn nên chỉ cần giữ tỉnh táo là có thể giành được thành công. Chuyện tình duyên của tuổi Dần thì đang khá tốt đẹp, tình cảm gia đình hài hòa, vợ chồng yêu thương nhau hết mực, song vẫn cần phải bồi đắp tình cảm thường xuyên. Các bạn còn cô đơn thì nên chủ động hơn trong tình yêu, mạnh dạn tiến lên phía trước, ngỏ lời với người ấy, thà nói ra còn hơn giữ mãi trong lòng, kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Để việc tình duyên và tài lộc được hanh thông, người tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy hàng đầu trong việc kết tài lộc và nhân duyên, giúp may mắn trong tình duyên và công việc làm ăn, cũng như dung hòa mối quan hệ vợ chồng bền vững. 4. Tuổi Dậu. Với sự kiên trì bền bỉ của mình, con giáp này đã gặt hái được hoa thơm cỏ ngọt, thu về nhiều nguồn lợi đáng ngưỡng mộ. Trong tháng Tết Đoan Ngọ này, tài lộc dồi dào là điểm sáng trong tháng của người tuổi Dậu. Bạn làm ăn buôn bán, hãy mạnh dạn mở rộng mối quan hệ để có thể thúc đẩy việc kinh doanh. Những hợp đồng ký kết trong thời gian này sẽ đem lại lợi nhuận lớn tới không ngờ. Vận trình tình cảm thì có nhiều biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận hơn, đã biết cách nói chuyện tâm sự để hiểu nhau, chứ không dùng lời lẽ để làm tổn thương nhau.
các chú gà còn độc thân thì sẽ có một tháng ngọt ngào với tình yêu lãng mạn, vận mệnh nằm ở trong tay mà bạn chính là người sẽ quyết định hướng phát triển của tình cảm ấy. Với những người tuổi Dậu trong tháng và sau tháng Đoan Ngọ này thì muốn công việc được hanh thông, muốn quan hệ tình cảm vợ chồng hòa thuận, cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích hoạt nhân duyên, hòa hợp vợ chồng và dung hòa các mối quan hệ làm ăn trong công việc. Khi hòa hợp được các mối quan hệ thì công việc hanh thông, từ đó tài lộc tự đến mà chẳng phải đi cầu khẩn ở đâu. Quý vị vừa theo dõi nội dung con giáp trong toán Đoan Ngọ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, tình duyên viên mãn. Như quý vị đã biết, mỗi con giáp đều mang theo mình một số phận nhất định. Vậy, sau Tết Đoan Ngọ, con giáp nào tài lộc ô đùn kéo tới, may mắn hết năm? Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo. Ba con giáp sau Tết Đoan Ngọ được thần tài gõ cửa tài lộc ùn kéo tới, ra đường bỗng nhiên nhặt được tiền. Đang trong tháng Tết Đoan Ngọ vẫn thấy tài lộc của bạn dạo này ra sao? Bạn có biết ba con giáp nào là người sẽ đón tài lộc vượng phát, ra đường cũng nhận được tiền hay không? Mùa hạ thì với những cơn mưa rào và những trận nắng cháy da cháy thịt, có lẽ điều an ủi mỗi người trong mùa hạ ngoài du lịch thì chỉ có thể là giữa tiết trời nóng bức mà được tài lộc lên vù vù, chẳng khác nào cốc nước mát lành giúp ta hạ nhiệt. Đang trong tháng Tết Đoan Ngọ, thời tiết có vẻ đỡ phần nào khắc nghiệt. Bạn có biết sau Tết Đoan Ngọ, con giáp nào sẽ có đường tài lộc rộng mở thanh thang, vận trình tăng tiến, không gì ngăn nổi không? Trong những con giáp này thì chắc chắn có hình bóng của bạn. Vậy, đó là những con giáp nào? Mời các bạn hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu nhé! Đầu tiên là tuổi Dần. Sau Tết Đoan Ngọ thì vận trình của tuổi Dần có sự biến chuyển rõ rệt, công việc thuận lợi, sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó sẽ là những bước tiến mà bạn không thể tưởng tượng được, đem lại niềm vui bất ngờ lớn hơn mong đợi. Hãy tỉnh táo để nắm bắt thời cơ. Nếu bạn dồn hết tâm sức để làm việc, cố gắng không ngừng, học hỏi mọi lúc mọi nơi thì chuyện thăng tiến sẽ còn chẳng còn xa xôi nữa. Nên tích cực tìm kiếm cơ hội cho mình. Mỗi một cơ hội dù có nhỏ nhưng cũng cần phải trân trọng, bởi đó có thể là cơ hội để bạn thay đổi vận mệnh cuộc đời. Tài lộc vượng tến, tăng tiến không ngừng, nhất là về thứ tài, bạn có thể tiến hành đầu tư sinh lời. Tuy nhiên thì tuổi Dần nên chú ý đề phòng tiểu nhân, hành sự cẩn trọng để tránh họa phá tài. Nói thêm chút về đường tình duyên nhé. Chuyện tình cảm của con giáp này sắp tới sẽ có chút tiến triển, hãy thêm thời gian và tâm tư để bồi đắp tình cảm, đừng để bỏ lỡ mối đương duyên. Khi tài lộc quá vượng thì thị phi và tiểu nhân cũng nhiều, khiến cho cuộc sống của bạn căng thẳng. Vậy nên, theo các chuyên gia phong thủy của những tuổi Dần, hãy luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy trợ mệnh, vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất và Minh Quang Pháp Bảo. Được sự che chở của Đức Phật và trợ mệnh của tam hợp quý thần sẽ giúp cho các bạn dùng hóa giải mọi quan hệ trong cuộc sống, thị phi, tài ách và những mối bất hòa trong công việc làm ăn. Khi được quý thần trợ mệnh, thị phi không còn, các mối quan hệ của bạn dần tốt lên, từ đó tài lộc vượng tiến, tiền bạc ùn kéo đến suốt năm. 2. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu chỉ ngay sau Tết Đoan Ngọ qua đi là sẽ gặp được các tinh quý nhân trên đường tài lộc, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, mọi chuyện suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, vận thế ngày càng tốt hơn. Các tinh cao chiếu lại được quý nhân trợ lực thêm phần may mắn. Quý nhân của con giáp này thường là nữ giới, bởi tháng này âm khí rất nặng nên quý nhân là nữ giới sẽ có thể giúp bạn chuyển hung thành cát, gặp dữ hóa lành. Cuộc đời có vay có trả, người tuổi Dậu cũng nên nhớ nhắc mình giúp đỡ mọi người, nhất là bạn bè nữ giới. Nhiều chuyện vốn đã là sở trường của bạn giải quyết dễ dàng như nước chảy mây trôi, nên quyết đoán hành động dứt khoát, chớ nên do dự, không biết tiến lùi sẽ để thời cơ qua đi trước mắt. Tình cảm gia đình của con giáp này đang rất tốt đẹp, những mâu thuẫn trước đó sẽ được giải quyết. Gia đình hòa hợp vạn sự hưng. Mọi quyết định của tuổi Dậu cũng sẽ trở nên bình tĩnh và chính chắn hơn nếu luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Hai pháp khí này được thiết kế dựa vào bộ tam hợp quý thần và chú Bát Nhã Tâm Kinh, giúp cho con người luôn an tâm bình tĩnh khi đi ra quyết định xử lý tình huống. Khi quyết định đúng đắn sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ và hanh thông, từ đó tiền bạc ùn kéo đến với người tuổi Dậu. 3. Tuổi Hợi.
Sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Hợi được các tinh dẫn đường, chuyện tốt liên tiếp kéo đến. Nhiều chuyện nhìn bề ngoài các hung khó đoán, nhưng con giáp này được phúc khí đầy mình nên tổng thể đều có kết quả khá tốt, không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì. Công việc có thể có một vài thay đổi dẫn đến biến động về sự nghiệp. Vào giờ phút quyết định thì phải giữ cho đầu óc bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, xem xét các phương tiện khác nhau. Nếu không thể làm được điều đó thì tốt nhất đừng nên quyết định thay đổi gì mà cứ giữ nguyên hiện trạng thì hơn. Nhớ kỹ, làm chuyện gì cũng phải chắc chắn, đừng đứng núi này trông núi nọ để rồi cuối cùng chẳng được việc gì ra hồn. Vạn sự lấy cẩn trọng làm đầu, lấy tính chế động chớ gây chuyện thị phi. Tài lộc vượng phát luôn giữ được mức ổn định nên con giáp này có thể xem xét tính toán đến chuyện đầu tư sinh lời. Xong, nên chọn lĩnh vực đầu tư thích hợp, lựa sức mà làm, tránh việc quá mạo hiểm, kẻo tiền bạc dùng nhiều nhưng vẫn có nguy cơ phá sản, tiền của một đi không trở lại. Bước đầu, hãy chọn những lĩnh vực an toàn, lợi nhuận ít hơn chút mà ổn định. Đợi khi có kinh nghiệm thì có thể mạnh tay dấn mình làm những chuyện có tính thử thách cao hơn. Chính vì thế mà người tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy trợ mệnh giúp hóa giải mọi thị phi tai ách của năm, đồng thời thúc đẩy công danh sự nghiệp cho tuổi Hợi ngày càng phát triển ngay sau Tết Đoan Ngọ. Khi mà mọi việc hanh thông thì tài lộc tự đến, bạn hãy chuẩn bị túi ba gang đựng tiền. Vừa rồi là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về ba con giáp được thần tài gõ cửa, tài lộc ùn ùn kéo đến sau Tết Đoan Ngọ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo mà phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị. May mắn cho ba con giáp nữ này, nếu kết hôn càng lâu càng vượng phu ích tử sau Tết Đoan Ngọ. Vượng phu ích tử có lẽ là điều mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Ở bên hạnh nhau thì hạnh phúc mà còn có thể giúp ích cho chồng mang lại tài lộc về nhà. Ai có được điều đó thì vô cùng may mắn. Hãy cùng phong thủy Gia Cát điểm mặt ba con giáp nữ. Kết hôn càng lâu thì càng giúp chồng thành công. Người ta thường nói phía sau một người đàn ông thành công là một người vợ thầm lặng hy sinh và hỗ trợ cho chồng. Phụ nữ vượng phu ích tử nhất định sẽ giúp cho chồng càng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc êm ấm, con cái chăm ngoan, giỏi giang. Nhưng không phải phụ nữ vừa kết hôn xong là có thể giúp cho chồng, cũng chẳng phải người phụ nữ nào cũng được khen là vượng phu ích tử. Điều này cần thời gian để có thể chứng minh. Với ba con giáp nữ sau đây, phong thủy Gia Cát thấy họ kết hôn càng lâu có thể giúp chồng thành đạt. Nếu bạn có được cho mình một người phụ nữ như vậy thì hãy trân trọng và yêu thương nàng thật nhiều nhé. Đầu tiên là người phụ nữ tuổi Hợi. Những cô gái tuổi Hợi tính cách thường thẳng thắn, họ rất đỗi trong sáng và lương thiện. Chính vì điều đó khiến cho ông trời thương và luôn dành cho con giáp này nhiều điều may mắn. Phụ nữ tuổi Hợi được xem là có phúc tướng, là người có thể lộng lẫy nơi phòng khách mà vẫn khéo léo đảm đang nơi bếp núc. Xuất giá tòng phu, có người vợ tuổi Hợi thì người chồng có thể hoàn toàn yên tâm về gia đình và con cái. Mọi chuyện trong nhà đều được các nàng đảm đang trọn vẹn. Tinh thần thì trầm tĩnh, ưa tuy dư phân tích, lại vốn là người thông minh nên con giáp này có thể thoải mái giúp chồng trong công việc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, lập nên kế hoạch hoàn hảo. Thời gian bên nhau càng lâu thì vận tướng vượng phu ích tử của phụ nữ tuổi Hợi càng thêm rõ rệt. Họ mang lại tài vận sự nghiệp cho chồng, công danh thành đạt, phúc lộc đầy nhà. Con cái thì lễ phép chăm ngoan, hiếu thuận với cha mẹ. Họ sống trong tình yêu thương của cả gia đình, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Với phụ nữ tuổi Hợi thì muốn được hòa hợp vợ chồng, tăng cường nhân duyên cho mình để lấy được người như ý, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây là pháp khí phong thủy được thiết kế dựa vào bộ tam hợp quý thần trợ mệnh. Khi được quý thần giúp đỡ thì mọi việc hanh thông, quan hệ chất lượng ngày càng mở rộng, từ đó sẽ có nhiều lựa chọn bạn đời chất lượng cho mình hơn. Chọn đúng sẽ giúp cho phụ nữ tuổi Hợi rút ngắn được khoảng thời gian vô ích trong cuộc đời. 2. Phụ nữ tuổi Thìn. Những cô gái sinh năm này có khí chất trời sinh cao quý, tuy thời trẻ cuộc sống gặp nhiều gian nan vất vả nhưng trung vận dần dần tốt hơn, vận trình tăng tiến theo chiều hướng tích cực, hậu vận hạnh phúc mỹ mãn, gia đình êm ấm hài hòa. Nàng giáp này cũng nằm trong danh sách những người phụ nữ vượng phu ích tử giúp chồng càng thêm thành công hơn trong sự nghiệp.
Phụ nữ tuổi Thìn sống lý trí nhưng cũng rất lạc quan, họ giỏi giang, có năng lực thực sự, bản thân cũng có tham vọng lớn về sự nghiệp. Vì thế mà sau khi kết hôn, kể cả có tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình hay lui về sau, nội trợ, thì họ vẫn là trợ thủ đắc lực cho chồng, giúp chồng trên từng mặt đường chinh chiến bằng chính kinh nghiệm và thực lực của mình. Nam giác này hễ kết hôn là có thể đem lại tài lộc cho nhà chồng, đặc biệt là kết hôn càng lâu thì tài lộc càng nhiều. Họ cũng có tấm lòng thủy chung son sắt, dù chồng xa cơ lỡ vận, lâm cảnh khốn cùng, nhưng vẫn một lòng một dạ, không chút rời xa. Ai có thể lấy được cô nàng tuổi Thìn làm vợ thì chắc chắn sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Vì thẳng thắn nên phụ nữ tuổi Thìn thường hay làm mất lòng người khác trong các mối quan hệ công việc và cuộc sống. Vì vậy, đôi khi bị gặp phải những tai ách và thị phi không đáng có. Vậy nên, để hóa giải vấn đề này, phụ nữ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, tăng cường nhân duyên. Sự tương trợ của quý thần giúp cho công việc hanh thông hơn, từ đó tài lộc cũng đến ầm ầm với phụ nữ tuổi Thìn. 3. Phụ nữ tuổi Tỵ. Con gái tuổi Tỵ trời sinh có tướng vượng phu, song cần phải vợ chồng đồng tâm thì mới ứng nghiệm, thuận vợ thuận chồng tác điển nương cũng cạn, chính là câu nói về cuộc hôn nhân của con giáp này. Hai người kết hôn xong cũng cần một thời gian để cọ sát mài mòn những cạnh sắc trong cá tính của nhau, rồi mới trở nên hòa hợp, đồng tâm nhất trí, chung sức chung lòng vì tương lai tổ ấm gia đình. Phụ nữ sinh năm Rắn thì rất thông minh, dù là chuyện ngoài xã hội hay là trong gia đình cũng không mấy khi làm khó họ được. Mọi chuyện đều được họ sắp đặt đâu ra đấy, cũng chính nhờ vậy mà đầu óc tư duy sắc bén, khả năng lên kế hoạch tuyệt đỉnh. Ở bên nhau càng lâu thì hai vợ chồng càng thêm tâm đầu ý hợp, nàng giáp này cũng càng có thể giúp ích cho chồng trong công cuộc cũng như là cuộc sống ở công việc. Gia đình của các nàng tuổi Tỵ là hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ bởi vợ chồng ân ái, con cái thông minh, của cải đầy nhà, tài lộc hanh thông. Với phụ nữ tuổi Tỵ thì luôn yêu trái bỏng hết mình, đôi khi bị lợi dụng trong chuyện tình cảm. Vậy nên cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân để dung hòa các mối quan hệ. Khi được quý nhân tương trợ, mối quan hệ sẽ chất lượng hơn. Từ đó, việc lựa chọn cho mình người bạn đời chung thủy sẽ đúng đắn hơn, giúp cho phụ nữ tránh được lợi dụng trong tình cảm không đáng có. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị vừa theo dõi video chia sẻ về nội dung ba con giáp nữ kết hôn càng lâu càng vượng phu ích tử. Nội dung mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp theo tới các bạn đó là những con giáp này nếu lấy chồng trước Tết Đoan Ngọ, hôn nhân dễ trắc trở. Hôn nhân của 12 con giáp không ai giống ai, nhưng xin được nhắc nhở những con giáp sau, nếu muốn cuộc sống hạnh phúc thì đừng vội vàng kết hôn khi mà bản thân chưa đủ chín chắn. Kết hôn là chuyện vô cùng trọng đại vì thời điểm đó là dấu mốc quan trọng để những cô gái bước sang giai đoạn mới với nhiều trách nhiệm hơn với gia đình lớn lao. Những vấn đề trong hôn nhân cần sự trưởng thành chín chắn để đối mặt. Vì thế hôn nhân của 12 con giáp tuy không ai giống ai, nhưng lấy chồng sớm là điều không thực sự quyết định khôn ngoan. Nhất là những con giáp sau vội vàng, chuyện chồng con sẽ không hề tốt chút nào. Khi mà tuổi đời còn trẻ, họ không khéo léo để dàn xếp những mâu thuẫn của gia đình một cách êm ấm. Do đó, nếu không cẩn thận thì cuộc hôn nhân vô cùng trắc trở và thậm chí là đứt gánh giữa đường. Đầu tiên, đó là phụ nữ tuổi Sửu. Đàn ông thường thích những cô gái chăm chỉ, ngoan ngoãn, chung thủy và phụ nữ tuổi Sửu dường như đáp ứng được hết những điều yêu cầu này. Trong số đàn ông đang theo đuổi thì có rất nhiều kẻ lợi dụng sự hiền lành thật thà của họ. Đó là lý do vì sao mà con giáp này thơ ngây tin vào những lời hứa suông của các anh chàng tay chơi. Khi được vẽ ra cuộc sống màu hồng, họ rất dễ dàng trong niềm tin, sự mơ mộng đã khiến cho họ vướng vào những rắc rối không đáng có. Cũng như mọi người, tuổi Sửu luôn muốn được một cuộc sống hôn nhân màu hồng, thế nhưng nếu họ vội vàng chuyện cưới xin thì sẽ không sớm thì muộn nhận ra rằng mình đã sai lầm khi giấc mộng của cô tan vỡ quá nhanh như bong bóng mưa vậy. Nếu mềm mỏng, biết thích ứng tốt, nếu như quá trẻ tuổi thì họ chỉ thích thể hiện cái tôi nên trở nên cứng đầu khó bảo. Nếu khi thất vọng thì họ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống đó ngay lập tức. Thế nên, trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo, đừng để bản thân hối hận mới quyết định. Và hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được quý thần che chở.